về Vinaxin đó, thì tôi cũng đã trình bày, thưa với Quốc hội tôi đã trình bày vừa rồi. Thì nguyên nhân rồi trách nhiệm của chính phủ, những cái hạn chế yếu kém chính phủ, là người đứng đầu chính phủ tôi nhận trách nhiệm. Và tôi cũng đã nói rõ là Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các bộ trưởng có liên quan về trách nhiệm trong quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu đang tiến hành kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm cụ thể của mình. Thì chúng tôi đang làm. Và tôi xin báo cáo với các đồng chí, các đại biểu, với Quốc hội là chúng tôi sẽ làm không qua loa, làm nghiêm túc. Mà cụ thể nó là gì? Là chúng tôi làm theo đúng quy định, quy trình quy định của Đảng, đúng quy định của nhà nước. Chúng tôi xin khẳng định điều đó. Và khi chủ trì phiên họp chính phủ vừa rồi, chúng tôi đã thay mặt chính phủ, tôi đã kết luận điều này. Và chúng tôi sẽ làm, sẽ báo cáo với Trung ương trước hội nghị Trung ương 14. Làm được, làm nghiêm túc, không qua loa, đúng quy định của Đảng, đúng quy định của nhà nước. Và kết quả như thế nào, chúng tôi sẽ công khai. Tôi xin được trình bày với anh Hà như thế. Còn đối với các bộ trưởng, thì cũng trong các bộ trưởng đã trình bày trước Quốc hội. Còn chúng tôi cũng đang tiến hành kiểm điểm, làm rõ, chúng tôi sẽ kiểm điểm nghiêm túc. Đồng chí đã bộ trưởng nào, liên quan đến đâu, trách nhiệm thế nào, sẽ được kiểm điểm và có kết luận nghiêm túc. Đúng với thực tế, đúng với thực tế. Và tôi xin báo cáo với các đồng chí, các đại biểu, với Quốc hội là chúng tôi sẽ làm không qua loa, làm nghiêm túc. Mà cụ thể nó là gì? Là chúng tôi làm theo đúng quy định, quy trình quy định của Đảng, đúng quy định của nhà nước. Chúng tôi xin khẳng định điều đó. Và khi chủ trì phiên họp chính phủ vừa rồi, chúng tôi đã thay mặt chính phủ, tôi đã kết luận điều này. Và chúng tôi sẽ làm, sẽ báo cáo với Trung ương trước hội nghị Trung ương 14. Làm được, làm nghiêm túc, không qua loa, đúng quy định của Đảng, đúng quy định của nhà nước. Và kết quả như thế nào, chúng tôi sẽ công khai. Tôi xin được trình bày với anh Hà như thế. Còn đối với các bộ trưởng, thì cũng trong các bộ trưởng đã trình bày trước Quốc hội. Còn chúng tôi cũng đang tiến hành kiểm điểm, làm rõ, chúng tôi sẽ kiểm điểm nghiêm túc. Đồng chí đã bộ trưởng nào, liên quan đến đâu, trách nhiệm thế nào, sẽ được kiểm điểm và có kết luận nghiêm túc. Đúng với thực tế, đúng với thực tế.